video mà. Đi bự không đấy? Phá đi bự à. Ôi nói chung gì vậy? Hiểu hết các bạn. Cái nó bự hết rồi, cắt luôn hết luôn á má. Bự hết rồi cắt luôn cho rồi đi rồi để gieo cái khác luôn. Bỏ to này gieo to mới cũng được. Ừ. Cái video nha các bạn. Mình lấy tao chờ lâu không? Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm món mẹ mình cắt cải á, thì mình sẽ hôm nay mình sẽ làm cá, đây là cá thác lát ha, để nhồi cá thác lát mình cuốn cải mình hấp nha các bạn. Thì cá thác lát này mình sẽ ướp nha, trước khi mình ướp mình nhồi nha, mình cho một ít hạt nêm vô ha, nhưng vừa thôi các bạn. Tiêu, các bạn ăn cay được thì mình cho tiêu nhiều ha, một ít nước mắm để cho cái phần cá của mình nó vậy mùi thơm hơn nha các bạn. Mình sẽ nhồi cái phần cá này để cho nó dai lên nha, bắt đầu mình tiến hành mình sẽ nhồi cái phần cá này cho nó dai thì cho